phá nó phải là cái dao nguyên bản nó rồi nó phá được. Thế một lần nó không đi nhanh thế nghe tiếng nó không đi đâu, một lần đi chậm hơn một nửa rồi. Do cái dao là người chủ dài nó rất là nhiều. Như đầu anh có để anh 95% đúng không? Tốt rồi, lần đầu tiên đấy. Người ta ăn dày hơn lần sau. Hơn là con người ta hôm qua chạy cũng chạy rồi 85%. Đúng rồi, giảm xuống thì cái lần đầu nó đỡ nặng, lần sau nó mỏng rồi. Đúng rồi, nghe cảm giác nó nặng hơn hôm qua được chạy.